sóng nơi biển lớn, gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm để em thấy mình chẳng cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Let's go. Nam 20 tuổi, nhiều hoài bão đang nuôi, công việc chất đống chưa biết khi nào mới xong xuôi, hàng đóng cuộc gọi mỗi ngày, thông qua suốt ngày nhảy, những deadline phải chạy, những món đầu tư món nợ và cho vay. Nữ 20 tuổi theo đuổi những ước mơ xa, mang trong mình tình yêu nhưng không dám đánh đổi với những cá trăm hoa, chân không nhường nhổ nhảy trên sàn, tay luôn dính vào những phím đàn, vẫn luôn tự dặn thời gian đâu có nhiều, đừng mốc mà thích anh nha. Quay tự nhiên ở đâu hiện ra một cái lưới, tình bưu thiệt là bưu thiệt, không cho nam cả nữ tập trung vào làm việc và cả sự nghiệp. Ui cha thật là tuyệt, đã nghe nó ngồi tự nhiên rơi vào đúng cái sao huyệt, nhưng mà thôi ai lại nỡ phụ duyên, vì cả hai đều biết chỉ có người này mới làm mình yêu thật điên nhá. Cho em đêm lung linh và tiếng sóng nơi biển lớn, gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Sống trong cùng thành phố nhưng gặp chủ yếu là qua FaceTime, những cuộc hẹn là những lần gặp gỡ dễ nhau lúc nát tan ca, và mặc dù ngắn ngủi, nữ cũng đừng tuổi thêm nha, nam và nữ cùng cố gắng hiện thực hóa ước mơ lên xe hoa. Biết là tuổi này là tuổi học tuổi làm, và biết là yêu đang giờ này là khởi học khởi làm, biết yêu và là đói, là người rảnh sáng còn người kia rảnh tối, là cuộc gặp gỡ vội đến mức chỉ kịp một chất thơm lên trên môi, nên là tranh thủ make time để ghé thăm đi mam mam, phải nhanh nhanh vì sắp phút 55 giờ 1 giờ sáng năm sau, nam hứa nam sẽ tắt qua gặp 1 giờ sáng năm có mặt, và thời gian bỗng như đóng băng dưới ánh trăng. Slow dance if you're romance, hold hands, slow dance thật là âu yếm, kiểu tình nhau không trẻ con lớn lâu khi không giấu giếm, kiểu tình nhau ai nhìn vào cũng bảo bọn này hâm nhỉ âu đen. Cho anh đêm lung linh và tiếng sóng nơi biển lớn, gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Là cả đêm không ngủ, từ sau này ngủ cùng nhau, thật là khó nhưng sẽ được mà nếu mình cố cùng nhau, vẫn một chút chút cũng tốt để đỡ phải nhớ nhau, và cứ yên tâm là dù thế nào thì mình vẫn còn nhau mà. 20 tuổi rắc rối và nhiều lần tự hỏi làm người là khó ghê, sao người ta chịu nổi á, không dám tin người ta là câu trả lời, nhưng mà chắc một điều người ta khiến mình quên đi những câu hỏi ấy. Để cố gắng cho một tương lai, yêu thương trong tự do tự tại, thoải mái cứ muốn là ôm hôn, và tiếng yêu thích là tiếng, dù lắm lúc có thể cãi ba hoa, nhưng mà gần nhau thì dễ làm hòa, từ giờ đến lúc không phải xa nhá, thơm gió tặng cái nhá. Vừa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hồng lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp, và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Superboy team. Yeah. Anh không muốn mối tình của mình như một làn mây, chắc chắn sẽ rất đẹp nhưng không thể chạm vào lòng bàn tay. Khi thời gian đang dạo bước để cho thành phố ghi trôi em, anh chỉ muốn mình là tia nắng để có thể hôn lên môi em. Yeah, gửi tặng em vùng trời nắng, anh càng với thì lại càng xa. Mây kêu đến bên anh màu vàng, nắng đã rơi thành phố ngàn hoa. Cảnh vật bỗng dưng thay đổi, gió thổi bay bầu trời trong xanh, và mỗi khi mây đen kéo tới mới thấy tia nắng thật là mong manh. Yeah, yeah, cơn mưa rơi đã bắt đầu rơi, có sao nắng lại vội vâng lời. Anh chạy nhanh rời khỏi thành phố, nắng đã trốn ở nơi chân trời. Rồi đủ hương ở trên bờ môi, hay cho anh một đời đắm say, vì anh đã chờ 2 năm tuổi trẻ chỉ để vương tội một lần nắm tay. Lần đã qua đây, transfer thức giấc mỗi sáng, bây giờ em đánh thức. Yeah, yeah. Yes you are pleasure, xuyên ngô từ sổ, xuống nó lên cổ làm anh thổn thức. Hiếm khi để ý lúc em đến lâu nay như thế nào, như thế nào. Phone anh luôn nhắc kỹ mỗi sáng, nắng em nay gây ra mưa rào. Anh không tin thông tin về em, họ thường nói, họ thường nói. Trái với họ nói, bây giờ là em sáng nắng trừ mưa luôn thay đổi. Em là nắng vội quay để cúi đôi, em làm gió lại cây cũng mây trôi. Em đi vắng cột cây không đâm rồi từng đôi bồi hơi mong cho thôi oi. Bất bê đôi khi đừng giận đừng thúc thêm hận thêm nơi khác. Nơi khác những gì đã qua và sai anh tin rồi mai sẽ thấy khác. Thấy khác. Xin mưa về nhanh đến nơi hạn, đưa nắng về nơi đang giá bằng. Yeah. Không khí xung quanh mãi trong xanh, vẫn sẽ còn em mãi một màu xanh. Trời xanh trên cao ngàn hoa lá lung linh. Anh lại chờ 2 năm tuổi trẻ chỉ để được đổi một lần nắm tay. Trời xanh trên cao ngàn hoa lá lung linh. Vì anh đã chờ 2 năm tuổi trẻ chỉ để được đổi một lần nắm tay. Không phố hôm nay anh ăn mặc phong phanh, vì nụ cười nàng tỏa nắng đủ để xây âm tăng nhiệt trong anh. Yeah, nắng cười rạng rỡ. Yeah,
nàng thơ ngà nói đừng ngỡ yeah. Nằm mơ với nàng một vòng một tay là đủ để say nàng ngây ngất. Lúc nàng gay gắt rồi quay ngót chiêu nhẹ nhàng mỗi khi có một vòng mây bất. Nàng sẽ giấu tay mỗi khi anh mới xăm trầu. Đẹp quá anh phải đeo kính râm khiến anh phải chơi môi quanh cổ. Em vẫn yêu nàng vì bên nàng không cái tính hâm. Tắt chợt nàng âm tầm quay đi mặt rối xoam xịt. Nàng đô một trang như gió đưa ra đánh không thể đối kháng kịp. Ơ hay nàng vui mà nhỉ, nàng muốn đi chơi mà nhỉ. Không có áo mưa nên đành thôi lại phải về nhà nghỉ. Vì nàng là cô gái thích giống mình sao là mê mong may. Vì nàng là nào ngược khó đang theo thang cao không quay. Vì nàng là tiếng cổng cao từ bên đây kiểu đồng đành nhưng anh vẫn yêu. Vì nàng lý do tại sao chẳng thể sao có ai đôi đây à baby. Cánh hoa lá lấp lánh ngang hay đã chờ hai năm tuổi trẻ chỉ để đúc đôi một lần nắm tay baby. Xanh trên cao ngàn hoa lá lấp lánh ngang vì anh đã chờ hai năm tuổi trẻ. Chương trình Rap Việt được phát sóng trên VIA Channel. Giờ hôm nay ta có thí sinh tên Linh chia sẻ về quá trình làm vòng 3 của cô. Yeah, what? Vòng 3 Rap Việt 24/6 ở game này căng này. Con beat nói thật là hơi khó nuốt nghĩ quên cả ăn đấy. Nghiên cứu khả năng ngồi vào bàn viết viết xong lại bỏ đi. Yeah, và chất xám dạo này như là cạn hết ta ghét nhất. Cảm giác bị bí này vòng này họ muốn nhìn thấy được sự bất phá. Và cụ thể thấy là đủ rồi. Họ muốn nhìn vào mặt tâm tối u sâu sắt đá. Như nào mới đủ để nhiều môi đấy. Yeah, mà keep it real. Kể những điều có thật không điều. Yeah, mà keep it real. Kể về những điều không được công chiếu. Không phải là rapper như show ta thật khác. Và ta biết rap game này ta phải ghi tên. Mà để cho cái tên ta lý một cái cánh áp. Lên tìm bên vì ta biết là có chứ thì nên làm ngày hôm nay không được chỉ thêm. Mà trước khi cho áp lực đè nén ta nhớ rất khó mà những ủng hộ đã bật TV xem. Và lần này ta ăn chắc, ăn chắc cái giải người chiến thắng bản thân mẹ. Và mọi thứ ta cân nhắc đến khi ta tâm đắc quan điểm nhất quán với trời quán quân. Trình độ đâu chỉ dựa vào ngày tháng năm. Làm được như ta họ có dám chăng. Chắc ta nghĩ con biết được khó nhằn. Đến giờ này sao nói chẳng có gì khó khăn. Nhưng mà có mỗi chi thì không nên được đâu. Khi mà cứ lắng nghe người đời nói nghe nói nghe nói nghe nói nghe. Yeah yeah yeah. Đường ta đi còn lâu lắm. Và còn dài nhiều chặng trên vai. Và một ngày tao sẽ blow up. Chỉ cho phép âm nhạc qua bên tai. Tao sống thật và tao show love. Về đây những người dẫn dắt tao lên ngai. Dù ngoài tai vẫn văng vẳng lời chê bai. Nhưng mãi tao bỏ ngoài tai mà những lời phán xét tao cười hiền. Vỗ tay cộng cho 10 điểm. Có vẻ không thích tao vui tươi mê. Nhưng xin lỗi năng lực xấu tao có lát chuyển. Khác biệt và khiêm nhường. Yeah yeah. Nữ tính ở kiên cường. Yeah cam mét năm như khiến những người phải ngước. Và những người muốn đẩy xuống. Nhưng tao biết tao đang đi đúng đường. Vì what? Dù trái tim này để cam nhận what? Điều gì thật điều gì phải. Con mắt này quan sát vào tu tập. Ai chất phủ ai chất ai cho nách đẹp. Bát bát thì ta sẽ cho tình trừng. Tôi thoải mái thì tao biết canh chừng. Đừng giật mình vào ngày ta lâu dài. Bước lên vòng tay ăn mừng. Và đó là màn trình diễn của thí sinh Tân Linh tại vòng 3 Rap Việt. Cảm xúc hiện tại của cô là cảm thấy rất biết ơn khi đã có những người thân trong gia đình, những người anh em và cả ekip chương trình này nữa đã cho phép cô được là chính bản thân cô trên sân khấu ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, thí sinh Tân Linh và 4 dancer xinh đẹp. Bước lên stage trông thật khác biệt. Oh yeah, bước vào party nào cũng quẩy nát tiệc. Yeah, ta đã show với bọn tao khiến the whole crowd nhún. Đây không phải đậu đất, đây là bọn tao khiến cái sàn nhà rung boom. Whole crew step in nhau nhau. Mấy cầm chao đào, mấy cầm lao đào. Yeah, lao lêu nhưng tèo tao mắt thì ngao ngao như chị Su. Thằng em ta nghe ta bảo là đây là last round. Cho mày biết thứ âm nhạc vẫn dễ dàng. Những circle under thứ nhạc anh em vẫn mắc vô luôn. Bên đầu dùng cả cái size.
Survivor, sâu chất đến ngọn lửa cuối cùng trong ta là Spire. Underdog đi lên gõ ông bất ngờ, thống trị đường phố đến cả nơi đầy giấy tờ paper. Ấy diễn xong ai cũng uể cháy nhờ, mấy cô cậu ná lại xem mẹ gọi mấy giờ. Gật nhạc lên cho các ông gật, cho tiếng trống để các ông gật. Một thì nói là sẽ không gật, nhưng mà cổ ông thì đang công nhận là gật như chú chó trên ô tô. Gật như chú chó trên ô tô baby, gật như chú chó trên ô tô. Chú chó trên ô tô. Giờ một tay lên cao bị drop low wow. Khi tập phong ai trong tay lại chả muốn get hit hit. Một chai năng lượng sau đó dính ta xuống. Chảy mồ hôi nhưng vẫn buốt cổ. Yeah we got drip. Ta xin tờ giấy đi. Em lại chơi như trong khuôn khổ. I'm a good kid, ain't no single lady. Bùng cọp lên cho căng lốp. Như anh đạt đốp lyric cầm vào não như là AK đang